Những tỉnh thành nào có thủ khoa khối ABC đề kỳ thi trung học phổ thông 2023 điểm cao nhất năm nay bao nhiêu? Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Từ dữ liệu điểm thi năm nay cho thấy, các thủ khoa của năm tổ hợp khối thi truyền thống gồm ABCD và A1 đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Trong đó, thủ khoa toàn quốc thuộc về 2 thí sinh với cùng điểm số 29,8. Cụ thể, thủ khoa khối A là 3 thí sinh đến từ Bắc Giang, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh với cùng điểm số 29,354. Thủ khoa khối B là thí sinh đến từ Thanh Hóa với tổng điểm 29,8, trong đó toán 9,8, hóa học 10 và sinh học 10. Thủ khoa khối C là 2 thí sinh cùng đến từ Bắc Ninh với cùng tổng điểm 29,5, trong đó văn 9,75, lịch sử 9,75 và địa lý 10. Thủ khoa khối D01 là thí sinh đến từ Hải Phòng với tổng điểm 28,9, trong đó toán 9,6, văn 9,5, tiếng Anh 9,8. Còn thủ khoa khối A1 là thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh với tổng điểm 29,8, trong đó toán 9,8, vật lý 10, tiếng Anh 10.